Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, để tiếp tục rèn luyện kỹ năng cân bằng phương trình hóa học cho các phương trình có nhóm nguyên tử không bằng nhau. Hôm nay, cô Thúy Nga, giáo viên hóa trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội, xin gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh bài toán cân bằng phương trình. Calcium oxit tác dụng với axit phosphoric tạo thành calcium phosphate và water có hình nền minh họa. CaO cộng H3PO4 tạo thành Ca3PO4 tất cả 2 lần cộng H2O. Như các em đã biết, khi tham gia giao thông, gặp đèn đỏ chúng ta phải dừng lại. Đèn vàng chờ một chút, đèn xanh tiếp tục đi. Thì trong cân bằng phương trình hóa học cũng tương tự. Đèn đỏ là kỹ năng cân bằng phương trình còn yếu, các em cần cải thiện. Đèn vàng là kỹ năng trung bình, các em nên cẩn trọng. Đèn xanh là thế mạnh, các em hãy tiếp tục phát huy. Trong phương trình, CaO cộng H3PO4 tạo thành Ca3PO4 tất cả 2 lần cộng H2O. Ở đèn xanh ta thấy số nhóm PO4 ở vế phải là 2, vế trái là 1. Số nguyên tử Ca ở vế phải là 3, vế trái là 1. Số nguyên tử H ở vế phải là 2, vế trái là 3. Số nguyên tử O còn lại ở hai vế bằng nhau và bằng 1. Vì thế, khi cân bằng, các em sẽ bắt đầu từ nhóm PO4 bằng cách thêm hệ số 3 trước H3PO4. Khi đó, số nguyên tử H ở vế trái là 2 x 3 bằng 6. Muốn thăng bằng H, ta chỉ cần thêm hệ số 3 trước H2O là được. Để thăng bằng số nguyên tử Ca, ta thêm hệ số 3 trước CaO. Khi đó, số nguyên tử O còn lại ở hai vế đã bằng nhau và bằng 3. Như vậy, 3CaO cộng 2H3PO4 tạo thành Ca3PO4 tất cả 2 lần cộng 3H2O. Phương trình đã được cân bằng. Ở đèn vàng, khi thêm hệ số 3 trước CaO, hệ số 2 trước H3PO4 như hình, thì số nhóm PO4 và nguyên tử Ca đã bằng nhau. Nhưng ở đây thì sau khi thêm hệ số, các em đã quên không kiểm tra số nguyên tử của các nguyên tố và nhóm nguyên tử xem đã bằng nhau chưa. Nên các em hãy điều chỉnh một chút nhé. Thêm hệ số 3 đặt lên trước công thức H2O là được. Ở đèn đỏ, khi thêm chỉ số 2 vào nhóm PO4 như hình thì số nhóm nguyên tử PO4 đã bằng nhau và bằng 2. Khi thêm chỉ số 3 vào Ca như hình thì số nguyên tử Ca đã bằng nhau và bằng 3. Số nguyên tử H thì chưa bằng. Nhưng ở đây các em đã không tuân thủ nguyên tắc cân bằng là chỉ được thêm hệ số mà không được thêm chỉ số. Và sau khi kết thúc cân bằng cũng không kiểm tra số nguyên tử các nguyên tố xem đã bằng nhau chưa. Nên các em hãy dừng lại để điều chỉnh nhé. Hãy bỏ chỉ số 2 ở nhóm PO4 trong H3PO4 và bỏ chỉ số 3 sau Ca trong Ca3O thay bằng hệ số 3 trước CaO, hệ số 2 trước H3PO4 và thêm hệ số 3 trước H2O là được. Chúc mừng các em đã có lựa chọn đèn xanh. Các em đã có kỹ năng cân bằng phương trình hóa học rất tốt. Các em hãy tiếp tục phát huy nhé. Các bạn mà có lựa chọn là đèn đỏ và đèn vàng thì xin hãy đừng buồn. Các em hãy tiếp tục đón xem những clip tiếp theo của cô Thúy Nga vào 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần để nâng cấp kỹ năng cân bằng phương trình hóa học của mình lên. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube của cô Thúy Nga, quý phụ huynh và các em học sinh hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ video này cho người thân, bạn bè để giúp họ biết cách học giỏi hóa thật dễ dàng. Thúy Nga xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh
và các em học sinh đã dành thời gian quý báu ghé thăm kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.